bây giờ tôi muốn chuyển qua để mình cập nhật các bạn một số những cái thông tin mới liên quan tới Celsius, uh, Three Arrows và một số những tài liệu nổi bật khác thì trước hết chúng ta thấy được là Celsius có một cái thông tin thông tin này đó là đến từ Simon Dixon Simon Dixon là một trong những cái người cổ đông của Celsius À, các bạn cũng đang nhớ thằng chia sẻ một video chi tiết hơn về Simon Dixon cách đây không có lâu từ nhiều rồi thì Simon Dixon là một trong những cổ đông của Celsius lưu trữ khoảng chừng 5% cổ phần và Simon Dixon cũng lưu trữ rất nhiều tiền ở trên Celsius là chương mục mà có nhiều tiền nhất ở trên Celsius không biết là bao nhiêu triệu nhưng mà Simon Dixon nói là rất là nhiều thì Simon Dixon cũng đứng ra để giống như là huy động một số những đầu tư đó để đưa ra những giải pháp cho Celsius và với cái vị thế của Simon Dixon á, là chủ của một công ty có tên là Bank of the Futures Thì quen biết rất là nhiều người mà có tiền thì Simon Dixon nói đó là đã có thể huy động được Cái số lượng tiền rất là lớn để mà cứu được Celsius Và cái số lượng tiền đó đó là 6 tỷ đô la nhưng mà nếu như mà muốn lấy được cái số 6 tỷ này ra thì uh, Alex Maszynki, CEO của Celsius phải đồng ý là cung cấp tài liệu kế toán để cho mọi người rõ ràng về tình hình của công ty Celsius. Tại vì cho tới bây giờ chúng ta vẫn không biết được là tình hình bên trong như thế nào, chúng ta chỉ biết là Celsius gần đây không biết lấy đâu ra mấy trăm triệu đô la, các bạn đã nhớ là tổng cộng là hơn 500 triệu đô la, rồi thêm 140 triệu đô la ngày hôm qua nữa chả cho những cái món nợ mà họ đã có trên những cái ứng dụng phi tập trung để mà lấy cái tiền thế chấp về và không ai biết được là cái số lượng tiền mà họ có để trả nợ đến từ đâu và cái số lượng token mà họ lấy được về đó giống như là cái số lượng RAP BTC hay là STX họ có bán hay là không hay là họ sẽ trả lại nhà đầu tư hoàn toàn không có rõ không giống như chúng ta thấy được là công ty voyagers khai phá sản thì họ đã đưa ra tất cả tài liệu rõ ràng hơn cho mọi người là còn bao nhiêu tiền và nợ bao nhiêu và ai đang nợ mình sao chúng ta không biết được nhưng mà dựa theo Simon Dixon đây là cái lời nói phiến diện của Simon Dixon mà thôi thì Alan uh, Alex của sao đã không đồng ý cung cấp những cái dữ liệu kế toán thì đối với Simon Dixon đây là dấu hiệu là Alex Masinski đang cố gắng che giấu một cái điều gì đó không muốn cho ai biết cho nên đã bỏ lỡ cơ hội để có được cái số lượng 6 tỷ này đến từ những nhà đầu tư một số người đó thì lại chỉ trích Simon Dixon nói là Simon Dixon ngoài miệng thì nói là muốn hỗ trợ để mà cứu vãn tinh hình của Celsius nhưng mà trên thực tế đó điều mà Simon Dixon đang làm đó chính là muốn thâu tóm công ty Celsius đương nhiên Simon Dixon nói là hoàn toàn không có cái ý nghĩ đó và nói thật đó không có biết là có ai bây giờ muốn mua Celsius hay là không tại vì các bạn nên biết là cho dù là có vượt qua được cái Khó khăn này đi nữa đó thì chúng ta vẫn sẽ thấy được là cái con đường kế tiếp của Celsius sẽ rất là khó khăn Tại vì cái cách mà họ làm đó là khả năng rất cao là họ sẽ bị liệt vào chứng khoán Có nghĩa là những cái chương mục mà họ cho người ta gửi lấy lại đó thì đó là những chứng khoán Tại vì không phải là công ty Celsius giữ tiền cho các bạn Mà các bạn khi mà đưa tiền cho Celsius là các bạn giống như là đưa tiền cho họ để họ dồn lại để mà đầu tư và có lời họ chia cho các bạn thì đây là hoạt động của chứng khoán chứ không phải là một công ty gửi lấy lãi và vì điều đó, đó đã bị rất nhiều những cái tiểu bang ở Hoa Kỳ đang bắt đầu điều tra chúng ta cũng thấy được thông tin mới nhất đó ngày hôm nay là tiểu bang Vermont của Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu mở cuộc điều tra vào Celsius và đương nhiên đây không phải là tiểu bang duy nhất chúng ta có thể thấy được là California chúng ta cũng có thể thấy được là một số những cái địa bàn khác cũng đã có những động thái tương tự rồi nói chung là cho dù có gì qua được đó cũng không hẳn là Celsius sẽ có thể tiếp tục kinh doanh được đâu nhưng mà đó là thông tin mới nhất liên quan tới Celsius còn uh, thì sao Tuyero đó thì chúng ta thấy được là Husu hồi sáng này uh, cuối cùng cũng đã lên tiếng sau khi mọi người nói là Husu đã bỏ chạy. Tại bây giờ đó không biết là Husu đang ở đâu và hiện bây giờ chúng ta thật kèm cũng không biết là husu đang ở đâu hết nhưng mà husu ít ra cũng đã xuất hiện ở trên twitter sau gần một tháng im lặng lần cuối cùng chia sẻ thuyết đó là cách một tháng nói là đang tìm cách để giải quyết vấn đề nhưng mà cuối cùng thì tùy cũng đã phá sản rồi nhưng mà husu đó thì lên tiếng nói là cái văn phòng luật sư mà nói là husu không hợp tác đó thì hoàn toàn là không đúng sự thật và husu nói là sẽ bắt đầu chia sẻ thống kê tài sản của công ty nhưng mà có một điều thú vị đó là husu của tùy nói là bản thân mình cũng là À, người đầu tư và cổ đông của công ty cho nên cũng là chủ nợ và cũng cần phải được bồi thường các bạn thấy được đây là một trong những điều mà làm cho nhiều người cũng khó là khó hiểu và cũng chia sẻ một số những tài liệu này thật ra những tài liệu này cũng không phải là chi tiết lắm bên trong đó có một cái gì đó đang xảy ra Thì cũng không có nắm bắt được nhưng mà khi mà có thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta bây giờ chỉ biết là Husu đã xuất hiện trở lại ở trên Twitter nhưng mà không biết là đang ở đâu và chúng ta cũng đã biết là hồi sáng này ra là cái cuộc họp khai phá sản lần thứ nhì của công ty Three Arrows và cuối cùng đó thì uh, tiểu bang New York thẩm phán đây đã quyết định đó là những cái người uh, chủ nợ đó có thể đợi bầu ra một người người này gọi là liquidator đây là cái người mà sẽ chịu trách nhiệm để mà xử lý tài sản của Three Arrows và tất cả tài sản của Three Arrows ở Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng và sẽ bị xử lý thêm vào đó nữa đó thì uh, New York cũng đã đưa ra cái uh, chấp nhận là những chủ nợ của Three Arrows có quyền đòi hỏi Three Arrows phải có mặt ở to nếu như không là phạm pháp thì đây là điều đã xảy ra sáng nay tôi nghĩ đây cũng là một trong những điều mà tại sao mà Husu lại xuất hiện tại vì nếu không xuất hiện thì cũng không có được đâu nói tới bỏ trốn đó, thì chúng ta cũng thấy được là cái tình hình của Sri Lanka chúng ta cũng đã biết là Sri Lanka một quốc gia mà kinh tế dẫn đến bất ổn chính trị dẫn đến là cái sự sụp đổ hiện bây giờ và tổng thống nó cũng đã bỏ chạy Thông tin mới nhất đó là tổng thống của Sri Lanka đã bỏ chạy vào cây dùng đảo Maldives và đã đồng ý là từ chức. <laughs> bây giờ không từ chức cũng không được đâu. Nếu như mà ở lại thì có thể là bị ngồi tù. Đó là điều mà nhiều người nói tới bây giờ. Và chúng ta cũng có thể thấy được là ngay cả thủ tướng đó, thì thủ tướng nói là bây giờ là sẽ tạm điều hành nhưng mà cho đến khi nào mà có một cái chính quyền mới đó thì thủ tướng cũng sẽ từ chức luôn. Nhưng mà cho dù tình hình bất ổn như vậy đó Ngân hàng Trung ương của Sri Lanka vẫn tiếp tục nói, đây là một quốc gia mà không cho phép crypto. Tất cả những thứ như là sàn giao dịch hay là ICO à, dùng crypto để mà làm phương tiện thanh toán đó thì đều không cho phép. Cho dù là đây là một quốc gia mà hầu như là cái tiền của Sri Lanka đã không có còn giá trị gì nữa và ngân hàng đó cũng đã không còn tiền và thậm chí là quốc gia cũng không còn tiền để có thể nhập khẩu hàng hóa để hỗ trợ cho người dân, dẫn đến là bạo loạn khắp nơi và Tính theo tháng 6 đó thì phần trăm lạm phát ở Sri Lanka đã lên tới 54% và ngân hàng trung ương nó tăng lãi suất 15% lần. Nhưng mà cho tới bây giờ họ vẫn không chấp nhận crypto thì tôi nghĩ cũng đơn giản thôi tại vì cái số lượng tài sản mà còn lại trong quốc gia đó thì họ có thể là không muốn cái tài sản đó chuyển thành một cái loại tài sản như là Bitcoin có thể dễ dàng di chuyển được ra khỏi quốc gia đâu chúng ta dành mỗi thời gian để mà nói tới cái à, tình hình của Bitcoin Spot ETF đi thì các bạn có đã biết là công ty RayScale đó đã bị SEC từ chối đề xuất Bitcoin ETF Spot của mình à, vào tuần vừa rồi và RayScale đó cũng đã nộp đơn để mà kiện SEC và nói là SEC đó không cho phép Spot Bitcoin ETF là hành động tùy tiện và bất thường tại vì chúng ta đã có futures ETF rồi và cả hai đó đều dùng cùng một cái nguồn dữ liệu giá cả mà ra cho nên không hợp lý và hôm nay chúng ta cũng nghe nói tới là công ty Bitwise cũng nói là họ cũng không loại trừ khả năng kiện SCC tại vì chính công ty Bitwise cũng đã bị SCC từ chối hai lần, lần cuối cùng là tháng trước và chúng ta có thể hiểu đó là cho dù các bạn nghe nói tới nhiều công ty muốn kiện SCC và RayScale là công ty lớn họ muốn kiện SCC nhưng mà khả năng thắng đó thực sự là không có phải là cao lắm đâu và ngay cái RayScale cũng nói là sẽ tốn 12 cho tới 2 năm, 12 tháng tới 2 năm các bạn đang nhớ là khi mà SEC kiện công ty Ripple đó nhiều bạn nói là vụ kiện này sẽ kết thúc sớm một tháng hai tháng ba tháng bốn tháng nhưng mà thùng cũng đã từng chia sẻ với các bạn là những vụ kiện này đã có thể kéo dài một năm hai năm và chúng ta đã gần hai năm khi mà chúng ta có vụ kiện của Ripple rồi và chúng ta có thể thấy được là ngay cả Ray cũng nói là kiện SEC đây sẽ tốn từ 12 tháng cho tới hai năm mới có kết quả được và nhiều người nói là có thể tới lúc mà có kết quả rồi đó thì đã có cái Bitcoin Spot ETF trên thị trường rồi cho nên cái điều kiện này có thể là cũng vô bổ mà thôi nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ đó là khả năng thắng kiện của một công ty mà kiện SEC về việc không cho phép có cái spot ETF đó khả năng đó rất là thấp tại vì thứ nhất đó nhiều người nói là thường đó thì những cái đơn vị chính phủ sẽ có cái sự bao che lẫn nhau cái đó là một cái cách suy nghĩ mà thôi nhưng mà cái cách suy nghĩ khác mà thường có đó là các bạn nên biết là SEC là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ họ có toàn quyền quyết định Sản phẩm nào cần nên có, sản phẩm nào cần nên không có dựa theo lợi ích chung của cộng đồng. Đó là cái uh, điều mà họ sẽ làm. Cho nên công ty đó không có được cho phép có spot ETF. Thì cho dù là họ có kiện đi nữa đó thì họ phải chứng minh được là SEC đó không cho phép họ có spot ETF. Là tại vì một lý do nào đó cố tình làm hại tới nhà đầu tư của Hoa Kỳ. Thì mới có thể có khả năng thắng kiện Điều đó cực kỳ khó khăn Tại vì SEC hoàn toàn có thể nói được là Spot ETF có thể có lợi và có hại Nhưng mà dựa theo các suy nghĩ của họ Thì có thể là có nhiều hại hơn là lợi Cho nên với cái phương diện đó Họ không có cho Spot ETF được thông qua Tại vì vẫn còn nhiều khả năng Là người của Hoa Kỳ có thể là bị thiệt hại Khi mà có Bitcoin Spot ETF Thì dot Scale cũng có khả năng là thua mà thôi Tôi không phải là luật sư Nhưng mà thôi nghĩ là như vậy Và đương nhiên công ty Rayscale đó họ muốn kiện SEC tại vì có nhiều lý do các bạn đã biết là Rayscale là một công ty mà có rất nhiều Bitcoin và những Bitcoin đó đã bị lock lại tại vì các bạn đã nhớ rằng Rayscale có quỹ GBTC Rayscale Bitcoin Trust đây không phải là một cái quỹ ETF đây chỉ là một cái quỹ Đầu tư mà đứng sau lưng đó là họ mua Bitcoin, họ dùng Bitcoin đó để làm thế chấp Sau đó là họ bán những cổ phần này như là giấy nợ cho cái số lượng Bitcoin thế chấp đó Và GBTC đó thì giao dịch ở trên thị trường chứng khoán giống như là một chứng khoán bình thường gì đó Không phải là một cái sản phẩm mà nhiều người yêu thích Tại vì cái giá cả nó cũng bị chênh lệch nhiều Và nói chung đó thì sản phẩm này nó không phải là ETF Cho nên cái việc bảo vệ pháp lý nó cũng không có giống Đây chỉ là một giấy nợ giao dịch mà thôi các bạn có thể hiểu đơn giản là như vậy Và bây giờ chúng ta đã có những sản phẩm Spot ETF ở Canada Cho nên nhiều nhà đầu tư đó mà họ thật sự là muốn mua Bitcoin trên sàn chứng khoán đó Thì họ có thể là mua những cái quỹ đó ở Canada Mà không cần phải đi thu mua GBTC Cho nên bây giờ cái số lượng Bitcoin đó họ có Nhưng mà GBTC đó cũng không phải là cái sản phẩm mà họ có thể là hoạt động được nữa cho nên đương nhiên là họ có cái áp lực là cần phải làm gì đó để cho cổ đông thấy là họ đang kiếm cách để có thể sử dụng được cái số lượng bitcoin mà họ đang lưu trữ rất là nhiều này điều đó đó là đương nhiên rồi tại vì gbdc mà không có được uh, tiến tới đó thì chúng ta sẽ thấy được là có nhiều người nghĩ là cây cổ phần gbdc đó không đáng giá nữa Tại vì cái sự tương quan giữa GBTC và BDC đó không có cao Ngay cả BlockFi ngày hôm nay đó mới đầu thì họ đưa ra thông báo Họ nói là họ vẫn còn một số những cái nợ Những nợ này là họ dùng cổ phần GBTC làm thế chấp Có nghĩa là khách hàng đưa cho họ GBTC Họ nắm giữ rồi họ cho vay Nhưng mà những cái nợ đó họ đang thu lại Và họ sẽ không có chấp nhận lấy GBTC làm thế chấp nữa nhưng mà sau đó đó thì có một số những cái sự qua lại giữa BlockFi và Trayscale thì cuối cùng họ nói được là họ sẽ tiếp tục cho những cái người nào muốn mượn tiền nó dùng GBTC làm thế chấp nhưng mà họ sẽ discount coi là họ sẽ giảm cái giá trị đó xuống để cho nó an toàn hơn đó là tinh thần của BlockFi Nói chung thì Grayscale đang ở một cái tình hình không được tốt lắm. Họ đang có nhiều Bitcoin nhưng mà theo pháp lý đó, cái số lượng BTC đó, đó bị lock lại và họ không làm gì được. Và sản phẩm của họ là sản phẩm mà không được ưa chuộng hiện tại. Và thêm vào đó nữa, đó, điều mà khó hiểu hơn là chúng ta nên biết hiện bây giờ vẫn đang có một số những cái đề xuất Bitcoin ETF spot mà đang chờ SEC. Nhưng mà SEC đó lại không có thẳng tay từ chối mà có một số những cái đề xuất họ vẫn tiếp tục là gia hạn không biết vì lý do gì các bạn đã thấy được hôm nay đó thì uh, SEC đã quyết định là gia hạn cho cái đề xuất của ARK Invest và 21 Share cho đến tháng 8 đăng lý đâu là họ sẽ có quyết định sớm hơn nhưng mà họ nói là họ sẽ gia hạn đến bài 30, 30 tháng 8 thì mới có kết luận là họ muốn cho thông qua hay là không cho thông qua nếu như mà SEC thực sự là không có ý định cho một spot Bitcoin ETF thông qua thì họ cứ thẳng tay thì chối đi Không biết là sao họ cứ tiếp tục kéo dài như vậy hoài Đó là điều mà thường không có hiểu Nhưng mà những điều này ra chúng ta cũng có một số Những cái thông tin nó tích cực hơn Các bạn thấy được hồi nãy giờ rất nhiều thông tin à, Cũng làm cho nhiều bạn à, lo lắng Nhưng mà chúng ta thấy được là Có một cái à, bài viết Bài viết này đó là đến từ CEO Của công ty Bitwise Bitwise là công ty mà cũng muốn kiện SEC đó Mà thường mới vừa chia sẻ với các bạn Thì Bitwise chia sẻ đó là cho dù là tình hình thị trường không tốt Nhưng mà có thể chia sẻ được là rất là nhiều những cái ngân hàng, những cái công ty đầu tư đó thì họ vẫn muốn có được sản phẩm của Bitwise hiện tại có nghĩa là cái nhu cầu của những công ty, những công ty đầu tư, những ngân hàng đó để có được sản phẩm liên quan crypto đó đang tăng lên chứ không phải là giảm xuống. Trong thời gian năm 2020 cho tới bây giờ đó sự tăng trưởng rất là nhiều Năm 2020 đó chỉ có 6% của tất cả những cái nhà tư vấn tài chính Nói là họ sẽ giới thiệu crypto cho khách hàng của họ Nhưng mà phần đó đã tăng lên tới 50% năm 2021 Lên tới 9% Và năm nay đó phần trăm đó sẽ tăng thêm 70% nữa là 16% Của những cái người mà tư vấn tài chính họ sẽ giới thiệu crypto cho khách hàng của họ có nghĩa là cái sự hứng thú của những cái công ty tài chính lớn muốn có được cái sự tiếp cận với thị crypto này đó vẫn đang tăng lên chứ không có cái sự giảm xuống mặc dù là giá đã nguội lại rất là nhiều và chúng ta có thể thấy được là chúng ta có một cái ứng dụng ứng dụng này là, là ứng dụng của Brazil đây là ứng dụng có tên là PicPay thì hiểu đơn giản nó PicPay dựa theo cái bài viết này đó PicPay là một cái ứng dụng tương tự như là những bài nào mà sử dụng PayPal hay là Cash App là một cái ứng dụng các bạn có thể thanh toán, trả tiền, gửi tiền. Và ứng dụng này đó là có khoảng 65 triệu người sử dụng ở nước Brazil. Và ứng dụng này đó đã có cái chức năng để cho người dùng có thể là đi mua Bitcoin trực tiếp ở trên cái ứng dụng PicPay này. Và PicPay cũng sẽ cho phép người dùng có thể gửi và sử dụng Bitcoin trên ứng dụng này giống như là dùng để thanh toán. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa rõ là người dùng khi mà mua Bitcoin rồi có thể lấy Bitcoin từ cái ứng dụng này ra cái ví cá nhân hay là không chúng ta vẫn chưa có biết nhưng mà ít ra thì cũng có một số lượng người Brazil có thể dễ dàng tiếp cận hơn đối với lại Bitcoin hiện tại và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và những người nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital đó các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn giao dịch hay là có thể nhận được giảm phí giao dịch lên tới 20% và một số những cái ưu đãi khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a